khách của tôi đấy, khách của tôi về vừa được làm trị liệu xong, mình ngắm gương soi gương đó. À, chào cháu, thế cháu cho cô hỏi một chút và cũng mong rằng cháu chia sẻ với cộng đồng, cháu tên là gì và từ đâu cháu đến với Thập Thông Liệu Pháp? Xin chào mọi người nhé, mình tên là Hưng, mình đến từ Mê Linh, Hà Nội. Qua đâu mà Hưng biết đến Thập Thông Liệu Pháp? Qua giới thiệu của một người chị là một trung tâm chăm sóc sức khỏe bên Mê Linh, thì có giới thiệu sang bên đây thì là chỗ cô Vân, thì hôm nay là cũng buổi đầu sang đây thì thấy là cái hiệu quả nó cũng đạt luôn. Đạt luôn. Hưng có thể cho biết được rằng là khi đến đây là Hưng bị làm sao không? Có vấn đề như nào về sức khỏe? Đây thì là cách đây 2 tháng thì mình bị viêm dây thần kinh số 7 ngoại biên. Cho nên là nó dẫn đến việc nó kéo cái khuôn mặt của mình nó bị méo đi. Thế sau khi điều trị 1 tháng thì khỏi được khoảng độ 80-90%. Thế nhưng mà nó vẫn để lại cái di chứng ấy. Thì qua người chị giới thiệu sang đây để mình làm cái liệu pháp để triệt để cái di chứng ấy đi. Thì khi mà đến đây ấy, thì cô cũng phân tích cho Hưng thấy và soi gương là Hưng thấy là lúc bấy giờ hai cái bên mắt của mình, đuôi mắt của mình là nó bị sẹo xuống và mắt nó nhỏ hơn bây giờ. Hai bên ở phía dưới mắt này này nó bị trũng xuống và cái sống mũi nó nhỏ và đồng thời nó cong, bị cong cong này nhá. Và cái bên cánh mũi này nó bị đưa vách lên, bên này thì bị hạ xuống, nhưng mà cái cánh mũi lúc đó là nó gầy guộc, nó kiểu nó mỏng mọng. Khuôn mặt nó bị lệch mà nó bị sẹo xuống như này và cái cằm nó đưa sang đây mà nó vách ra. Cái khuôn mặt nó bị lệch và đến khi mà cười á thì nó rõ ngay cái việc méo miệng và răng thì nó bị siêu đi rất là nhiều. Thì khi mà làm ấy thì Hưng có thấy là lạ, là bình thường mình bị ở trên cái khuôn mặt đấy thì đâu chữa thì người ta cũng phải chữa luôn vào cái mặt đúng không? Nhưng mà ở đây lại điều đặc biệt gì nhỉ? Mình có chữa trên mặt luôn không? Mình chữa trên người. Lại chữa ở trên người trước các bạn. Bởi vì thấy ở trên người là ngực cũng bị lệch này, bên cao bên thấp này, mà vai bên kia thì đẩy ra phía đằng sau, bên này thì đẩy ra phía đằng trước, và rốn lệch, sườn lệch, mông lệch, lưng lệch đó. Và Vân đã chỉnh đốn là để cho là cân đối đã, và khi chỉnh ở trên người xong thì cái khuôn mặt đã khác rồi, đã cải thiện luôn rồi. Và đấy cũng là cái điều mà rất là khác biệt giữa Thập Thông Liệu Pháp và các cái phương pháp khác đấy. Và khi mình làm, mình chỉnh ấy là Tập Thông Liệu Pháp chỉnh cả trên vùng đầu, chỉnh cả ở trên cái khuôn mặt phía bên ngoài, chỉnh cả ở trong cung miệng, trong hàm, trong dưới vùng mắt và vùng mũi, là chỉnh ở cái phía bên trong. Đồng thời xương đòn bị lệch lạc cũng chỉnh cả hai cái bên xương đòn này để cho nó được cân đúng không? Đấy, và khi làm xong ấy thì cái đôi mắt cũng được to hơn này, dưới cái phần trũng ở mắt được nâng lên này, sống mũi được cao hơn, được thẳng hơn đúng chưa? Và đặc biệt cái cánh mũi bây giờ trông lại dày dặn mà nó lại đầy đặn lên đúng không, đỡ bị vách bị lệch. Và cái khuôn miệng ấy là cái điều mà rất là mong mỏi, ai mong mỏi khi bị liệt bẩy ngoại biên đều mong mỏi là cái khuôn miệng nó cười trông nó tươi tắn trở lại. Thì bây giờ cười thật tươi xem nào. Đó đấy, bây giờ đã hài hòa hơn rất là nhiều rồi, khoe được răng ra. Và lúc trước cái răng đặc biệt ở hàm dưới á nó bị siêu rất là nhiều, nhưng bây giờ cười xem nào. Đấy, bây giờ cái hàm dưới đây này rất là hài hòa hơn rất nhiều. Tuy nhiên rằng một buổi này nó là được những cái điều này, mình có thể phấn khởi không ạ? Phấn khởi. Rất phấn khởi, nhưng các bạn không nên dừng ở đây. Và thường là một liệu trình của Thập Thông Liệu Pháp là ít nhất phải 10 buổi để cho nó định hình về cái khung xương ở trên đầu và cái sự lệch lạc ở trên người được chỉnh đốn về ngay thẳng. Và ở trên cái cung hàm miệng thì và cái trên gò má, trên cái vùng trán, vùng mắt thì nó mới ổn định lâu dài được. Thì sau khi mà được 10 buổi rồi thì còn đẹp hơn rất nhiều, mà còn khỏe hơn rất nhiều. Cái thấy người nó thông thoáng không? Nó thì thông thoáng, nó mềm mại hơn. Đúng rồi. Thế thì mình sẽ là làm đúng cái theo liệu trình, và sau đấy khi nó đã tốt hơn nữa rồi thì mình sẽ lâu lâu mình ra bảo dưỡng nếu về trên cái khuôn mặt, để tránh nó bị lệch lạc trở lại ấy, thì tốt nhất là sau 3 tháng hoặc 5 tháng thì ra bảo dưỡng lấy một lần. Và cái chi phí bảo dưỡng nó chỉ bằng 50%, một buổi bằng 50% so với khi mình đi trị liệu chính này thôi. Đấy, thì nó lại vừa được khỏe và vừa được đẹp.
Còn cái việc mình chăm sóc sức khỏe thường xuyên ấy thì cứ lâu lâu mình lại đi ra mình chăm sóc như là để khai thông cơ thể ấy, thì là nói chuyện bình thường rồi. Đó, thế thì cũng thấy mặt bây giờ nó thông thoáng không? Lúc trước nó hơi bì bì ấy, đấy, nhưng mà xong là thấy nó nhẹ thoáng ở mặt cảm không? Cảm giác như bây giờ mặt, cái cơ mặt ấy nó mềm mại hơn, mà mình cười nó được tự nhiên hơn, nó không bị co. Ừ, đấy, cái này phấn khởi quá, về đi bữa về đẹp trai lồng lộng như này, về vợ nhận không ra. Đấy là, mặc dù là từ sân bay Nội Bài sang đây cũng vài chục cây đấy, nhưng mà em cố gắng đến đây để cô cũng như là các bạn ở tại trung tâm này là chăm sóc cho mình để cho nó định hình được cái form xương nó về chuẩn đã thì nó đỡ bị hồi lại, đúng chưa? Vì trong cái quá trình mình ăn nhai này, thế nó động đậy hàm rồi cũng là vùng má, vùng thái dương đấy, trên xương trán này, xương đỉnh này, nó cũng có cái sự chuyển động đậy, thế nên là cái việc mình phải đi bảo dưỡng là chuyện là rất là bình thường, hiểu không? À, thế nên nhiều người cứ hỏi là chỉnh có được vĩnh viễn không, hiểu không? Rất là cảm ơn cô Vân. Hy vọng là cô sẽ tiếp tục điều trị cho cháu để nó được phục hồi 100%. Rồi, rất là cảm ơn Hưng đã chia sẻ với cộng đồng nhá. Chúc mừng. Bởi vì là ai mà đang bị lệch lạc thế bây giờ trở về này chả phấn khởi quá, ngắm lại một lần nữa trước gương xem nào. Đấy, rất là phấn khởi. Trung tâm 96 Lạc Trung vẫn luôn cánh cửa rộng mở để chào đón tất cả các cô bác, anh chị và các bạn để có những cái khuôn mặt mới. Tết nhất đến nơi rồi, chúng ta lại có cái khuôn mặt thật tươi vui, xinh đẹp, mạnh khỏe nhá. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn Hưng nha. Cảm ơn Hưng đã chia sẻ.